Mẹo hấp cơm nguội ngon như cơm mới nấu. Nhưng bữa cơm thì ngày không ăn hết phần cơm mới nấu, chúng ta gọi đó là cơm nguội. Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh hoặc ở nhiệt độ thường nớ mùa đông thì bữa sau vẫn có thể nấu lại ngon như cơm nóng. Nhưng hấp cơm nguội ngon thì không phải ai cũng biết, còn có những mẹo nho nhỏ để phần cơm nguội nóng sốt và dẻo ngon đấy nhé. Cùng tham khảo mẹo hấp cơm nguội ngon như cơm mới nấu để không lãng phí phần cơm nguội còn thừa. Bảo quản cơm nguội như thế nào? phần cơm dư thừa nên đổ đi sẽ rất lãng phí theo quan điểm của phật pháp đó là ngọc thực không nên bỏ đi chính vì vậy chúng ta nên bảo quản cơm nguội cho bữa sau hấp lại rất ngon và nóng sốt như cơm mới bạn sẽ tiết kiệm được phần gạo và phần cơm vẫn ngon như cơm mới nấu vậy bảo quản cơm nguội như thế nào cho đúng cách nếu mùa đông bạn có thể để cơm nguội ở nhiệt độ thường để trong nồi cơm hoặc bút ra bát rồi đậy kín cách này bảo quản cơm được 12 giờ mà cơm không sao nhé nếu cho cơm vào tủ lạnh có thể giữ được 24 giờ và cơm vẫn ngon nếu là mùa hè, bạn nên cho cơm vào hộp hoặc bát có đậy nắp kín, bỏ vào tủ lạnh có thể giữ được 24 giờ mà cơm vẫn ngon. Nếu mùa hè để nhiệt độ thường, chỉ để được khoảng 4 đến 6 giờ, nếu quá thời gian đó cơm sẽ có dấu hiệu như hư hỏng. Khi bảo quản cơm nguội cần đậy nắp kín để các loại vi khuẩn rùi bọ không xâm nhập được gây hư hỏng và biến chất cơm. Bảo quản cơm khô ráo, không dính nước, không bảo quản cơm cùng thức ăn khác. Cách hấp cơm ngon. Hấp cơm nguội cùng với cơm mới nấu bằng nồi cơm điện. Nếu còn một chút cơm nguội mà bạn vẫn phải nấu thêm chút cơm mới mới đủ ăn thì hãy làm đi sau. Đợi cơm mới nấu sôi lên và bắt đầu cạn nước, cho phần cơm nguội vào. Thao tác này phải làm nhanh tay, sau đó để nồi cơm nấu như bình thường. Khi cơm mới chín thì phần cơm nguội cũng đóng và dở như cơm mới luôn. Thứ hai, nấu lại cơm nguội bằng nồi cơm điện. Cho chút nước xuống đáy nồi rồi cho cơm nguội vào, dàn đờ mặt rồi cắm điện nấu như cơm bình thường. Khoảng 10 phút sau bạn sẽ thấy hơi bốc lên và nồi cơm bọt nút ủ bình thường khoảng 5 phút sau mang cơm ra ăn nóng sốt như cơm mới nấu luôn nhé. Cách thứ ba đó là nấu lại cơm nguội bằng bắp ga. Cách hấp cơm nguội bằng bắp ga rất đơn giản, cho cơm vào nồi rồi dàn đều để nước vào vung đều bằng cơm. Chừng, ước chừng ướt đều số cơm và còn lắng một chút nước đáy nồi. Nếu không, bạn có thể cho cơm vào giá rồi xót qua nước sau đó cho vào đun, đun cho tới khi thấy nồi cơm đổi lạch đẹp và hơi bốc lên thì vặn nhỏ lửa. Đun nhỏ lửa như vậy 5 phút là cơm nóng vừa ngon và dẻo xốp. Và cách nấu này, khi tết ca phải ăn cơm ngay, vì khi tết ca là cơm không được ủ, sẽ bị mất nhiệt vì thế và ăn ngay để đảm bảo độ nóng sốt của cơm nấu lại cơm bằng lò vi sóng với lò vi sóng thì bạn chỉ cần cho cơm vào bát chuyên dùng rác vạt nước như xương bay lên bát cơm đó cho vào và bọc nút khoảng 10 phút cơm nóng ngon như mới nấu luôn cách làm này nhanh và tiện nhưng không phải nhà ai cũng có lò vi sóng cuối cùng đã là hấp lại cơm nguội bằng cách thủy để hấp cơm nguội ngon như cơm mới nấu dùng khay hấp sôi có ở nồi cơm điện hoặc nồi áp suất cho cơm nguội vào đó dàn đều khay để hấp cho nước vào nồi đun hấp cách thủy như nấu sôi khoảng 10 phút là cơm nóng dẻo như cơm mới nấu luôn. Trên đây là những cách hấp lại cơm nguội ngon như cơm mới nấu. Chúc các bạn thành công!